Chào mừng quý vị và các bạn đến thăm cửa hàng xe máy điện Minh Phương tại địa chỉ 242 đường Nguyệt Cư, phường Minh Phương, tỉnh Phú Thọ. Và sau đây xin mời các bạn vào tham quan gian hàng trưng bày của cửa hàng ạ. Tại đây thì cửa hàng trưng bày rất nhiều các hãng xe điện như là Jadi, Việt Thái, Vichy và Ninja. Với tất cả các dáng xe như Vespa, con này thì mọi người hay gọi là bò điên, hay là Ninja. Mời các bạn tham quan khu vực bảo hành của cửa hàng ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn, mình là Thu Huyền. Mình là Hà My. Và hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu một số dòng xe điện hot nhất trên thị trường hiện nay mà cửa hàng xe máy điện Minh Phương đang bày bán ạ. Sau đây chính là 6 mẫu xe mà hôm nay chúng ta muốn giới thiệu với các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ đến với một dòng xe mà có rất nhiều màu và rất thời trang hiện nay. Như các bạn nhìn thấy, đây là chiếc Vespa của Ninja. Và như các bạn đã thấy thì ở đây có hiển thị mặt đồng hồ điện tử cho biết số lượng pin, số km và số quãng đường các bạn đi được. Và về tổng thể xe thì là một chiếc xe rất là thời trang và cá tính. Và một điểm đặc biệt mà các bạn rất là yêu thích đó chính là chiếc cốp rất là rộng mà cho các phép các bạn học sinh để ba lô, áo mưa, áo nắng hay là các vật dụng cá nhân khác. Xe này chìa khóa có tính năng gì nhiều ông Huyền? Xe này chìa khóa của nó thì sẽ có một chìa cơ và chìa smart key. Vì cái smart key này thì sẽ có tính năng là báo tìm xe, bật và tắt xe. Và tiếp theo thì chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn về một cái dòng xe nhỏ gọn và rất thích hợp với những cái bạn nhỏ nhắn. Xe này đối với những cái bạn nhỏ tuổi mà chưa đủ tuổi đăng ký xe thì có thể tham khảo cái dòng xe này nhá. Dòng xe này thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ không phải đăng ký và đi được bình thường, dành cho các bạn từ cấp 2 trở xuống ấy. Các bạn có thể tham khảo dòng xe này. Và tiếp theo bên cạnh các bạn là hai dòng xe các bạn nhìn thấy có vẻ là rất là giống nhau. Bạn có thể giới thiệu rõ hơn cho các bạn từng dòng xe một không? Vâng, đây là hai dòng xe rất là thể thao, cá tính. Ví dụ như là chiếc xe X-Men của Michi này thì rất nhiều các bạn yêu thích bởi vì nó rất là thanh thoát, cao và dáng rất là thể thao. Và bên cạnh đây chính là chiếc X-Men Neo mà chắc hẳn là các bạn nào là fan của Đức Phúc hay Hậu Hoàng thì đều biết đến chiếc xe này ạ. Rồi bên cạnh tiếp theo là một chiếc màu trắng thì rất là thời trang rồi cá tính. Chiếc này thì dành cho những bạn học sinh có thể là thích nhìn nó hơi trẻ trung một chút. Trẻ trung và nữ tính. Đúng rồi. Trên cái xe này thì hiện tại nó cũng hiển thị là đồng hồ điện tử. Như chiếc xe mình giới thiệu như bên kia như các bạn đấy, nó cũng hiển thị được vạch pin hay là đo quãng đường hay là cung cái quãng đường bạn đi được. Và ngoài ra thì chiếc xe này cốp xe cũng sẽ rất là rộng. Đây là hai chiếc xe máy điện mà các bạn có thể lựa chọn giữa dòng Michi và dòng bên này là dòng Ninja. Dạ vâng, ở cái xe máy này thì Huyền sẽ giới thiệu một chút về cái chìa khóa. Chiếc chìa khóa này sẽ tích hợp cả chìa khóa cơ và smart key. Và smart key ở đây thì có cả tìm xe, chống trộm và bật tắt xe ạ. Ngoài ra thì nó tích hợp luôn cả chìa khóa cơ ở đây, rất là gọn gàng ạ. Rồi, chắc hẳn là một số bạn sẽ có một sở thích riêng, ví dụ không thích những cái dòng xe bằng điện thì có thể các bạn tham khảo dòng xe bằng xăng. Đây là một chiếc xe hơi 50 của D-Tech. Ngoài ra nó cũng sẽ có rất là nhiều màu khác để các bạn có thể lựa chọn. Và dòng xe này thì như các bạn biết là nó có một cái thân rất là dài, và giống như chiếc xe máy bình thường mà nhiều bạn không thích là bố mẹ sẽ mua cho mình chiếc xe đạp điện hay là xe máy điện, thì lại muốn là khẳng định cá tính của mình hơn thì sẽ sử dụng những cái chiếc xe hơi 50 này. Các bạn vẫn là cái chiếc xe chạy xăng nhưng sẽ phù hợp với các bạn học sinh hơn ạ. Và hiện tại thì đối với 6 cái dòng xe ở đây
thì các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình từ 5 triệu cho đến khoảng 17 triệu là các bạn có thể sở hữu được một chiếc xe ở đây rồi. Và một điều lưu ý là khi các bạn mua xe tại cửa hàng xe máy điện Minh Phương, các bạn sẽ được bảo hành 6 tháng đổi phồng và 1 năm đổi lỗi đối với bình ắc quy, và bảo hành 12 tháng đối với motor và bộ điều khiển. Ngoài ra các bạn lưu ý, sản phẩm được bảo hành khi các hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất. Và trong thời gian bảo hành, các sản phẩm hư hỏng sẽ được sửa chữa hoặc thay thế tại trung tâm bảo hành. Ngoài ra thì các hư hỏng như do thiên tai lũ lụt hoặc do sử dụng sai hướng dẫn hoặc là các linh kiện bảo hành các bạn đã sửa chữa hoặc là đã thay thế ở nơi khác thì sẽ không được bảo hành. Và các bạn khi mua xe tại cửa hàng sẽ được 1 năm chăm sóc xe miễn phí. Và một điều đặc biệt là khi xe của bạn hỏng hóc, các bạn có thể gọi điện đến cửa hàng để được hỗ trợ miễn phí tại nhà. Và nếu bạn nào đang có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại là 0988 407 518 hoặc có thể đến cửa hàng xe điện máy điện Minh Phương tại địa chỉ 242 đường Nguyệt Cư, Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!